Thế các tôi không nhớ chính xác. Nó lâu rồi, chuyện nó cách đây cũng phải đến cỡ 15 năm trở ra rồi. Thì cái việc ấy của báo chí trẻ thì tại vì bản thân tôi là với Thầy Phượng là học cùng cao học với nhau. Sau này làm cùng tiến sĩ với nhau. Cho nên là khi mà biết Thầy Phượng ra cái báo chí trẻ mà Thầy Phượng cũng mời tôi giúp đỡ hoặc là kêu gọi giúp đỡ tham gia thì lúc giờ với cương vị là trưởng ban biên soạn của báo Hà Nội mới thì chúng tôi ủng hộ ngay. Thì cái ý định để mà ra một cái tờ báo có cái cơ sở rèn luyện cho sinh viên là thì từ lớp đấy, ngày xưa từ cái thời khóa một các thầy học ấy là được làm chủ yếu ra cái hình thức báo tưởng nó ít nhiều cũng tác dụng rất tốt, tức là cũng hàng tuần hàng tháng là phải ra mỗi một cái chi mỗi tổ phải ra một cái tờ báo và cái cô liên ngày xưa học cùng tổ cùng lớp với thầy là tổng biên tập báo nghệ an chữ rất đẹp đấy, cô chữ đẹp lắm là tuy phải viết toàn bộ viết bằng tay. Ngay đêm đó thì mình cùng với lại một số bạn sinh viên khóa 11 bắt đầu tiến hành làm một cái tờ báo. Mục đích là để mang ra triển lãm tại hội trại ngày hôm sau, tức là ngày 10 tháng 10 năm 1994. Và trong một đêm thì bọn mình làm xong cái ấn phẩm và đặt tên là Báo Chí Trẻ. Và cái ấn phẩm này làm rất vui là thời gian thì rất ngắn trong một đêm. Cả chấp tay, cả cắt ghép những cái bản đã được in ra rồi và làm thành một cái cuốn khổ A4 và dày 24 trang và có bìa và có mang xét đặt tên là Báo Chí Trẻ. Một cái nền tảng điểm đấy là thấy. Bây giờ phải xem là cái xuất bản điện tử của mình nó có đấy. Đầu tư cho bây giờ lâu rồi. Không biết, người dạy không biết là có người đấy như vậy. Mình luôn luôn nhớ cái điều là làm cái tờ này là để hướng dẫn các bạn học nghề chứ không phải là mục tiêu làm tờ này để nuôi sống ai đó hoặc là tòa soạn nào đó. Cái câu chuyện mà cái tờ báo chí trẻ nó cứ trôi nổi, nó cứ sống thoi thóp rồi những cái gì đó vân vân ấy, thì nó sau được hơn một năm ấy, thì cái tờ báo chí trẻ nó lại đi vào cái thời kỳ thoái trào, đó là cái sự tâm huyết của những cái người làm cái tờ đó nó bị giảm. Thậm chí là ngay bản thân cá nhân tôi khi mà khôi phục lại tờ này và xuất bản tờ này thì tôi phải hy sinh nhiều thứ. Có lúc thầy cực kỳ buồn là chưa được sự quan tâm, chẳng hạn như là mặt tài chính khó khăn lắm. Lúc năm 2005 báo chí trẻ ra đời thì thầy Dũng vẫn hay nói là đúng là bác giá đi ăn xin, có bản bông rồi chưa biết in đâu, chạy ra hẳn mới. Nhà báo Nguyễn Xuân Trình hôm đó tổng biên tập báo mới rất tâm đắc, nói là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho kinh phí để in tờ báo này. Thì cũng rất hồn nhiên thôi, là sang làm việc với nhà in hẳn mới, in đâu ở khoảng 5-6 số thì họ cũng đòi tiền thì hỏi nhà báo Xuân Trình lúc đấy ông bị tai biến rồi thì ông không giải quyết nữa. Thế là lại cái ông Quang giám đốc nhà in Hà Nội mới, ông lại quay lại Học viện Báo chí Tuyên truyền, hỏi Học viện Báo chí Tuyên truyền này bảo là cái việc này việc của kho báo chí. Kho báo chí lại bảo là ngày xưa ông Xuân Trình hứa ông cho thế thì bây giờ sang đòi ông Trình. Thế là cuối cùng nhà in họ cũng phải bó tay, họ không đòi tiền, chứ mình nghĩ là mất mấy số là không đòi tiền in nữa. Cũng may lúc đó là nó bị vì không có tiền nên dừng lại không in nữa, chứ không phải lỗi các thầy rồi là dừng nữa. Không có kinh phí thì không chịu nghi được. Thì hồi đó thì tôi biết là nó chưa thành ban bệ mọi thứ, mà thầy Phượng với nhiệt tình ở địa phương thì thầy Phượng huy động sinh viên viết, xong rồi tự thầy Phượng biên tập, thầy Phượng trình bày, thầy Phượng làm hết còn lại, và thầy Phượng huy động tiền in. Thế thì
tôi cũng hỗ trợ thầy Phượng tiền in được một vài số, thật ra tôi không nhớ là bao nhiêu lắm đâu, bởi vì cái chuyện nó qua lâu rồi. Mà cái chuyện cái kiểu như này thì hồi đấy thỉnh thoảng hàng năm tôi cũng hay tài trợ sinh viên nghèo vượt khó, thì tôi cũng tài trợ cho một số sinh viên nghèo vượt khó mỗi năm khoảng 2-3 suất gì đấy, có khi bằng tiền túi của tôi, lương của tôi, lương cao mà. Thế thì nên mọi việc thì tôi cứ giúp thôi, nhưng mà tôi không nhớ và chính xác lắm. Thì sau đó thì tôi biết là một mình thầy Phượng xoay sở, cái kinh phí in nó cũng không có mà nhà trường nó cũng không hỗ trợ được. Cho nên sau một thời gian thì nó buộc phải dừng. Thế đấy, cái này là điều đáng tiếc. Để in ra được những số đó nó phải có tiền. Chứ còn những các thầy cô làm, các bạn làm chẳng những bút đâu. Lúc đó là thầy đi xin tài trợ các báo, là cứ mỗi một tờ báo mà thôi thì cho 5 triệu, cho 10 triệu bằng số trang quảng cáo giới thiệu. Mục tiêu để gì là hỗ trợ thêm các bạn tí những bút, hay là thỉnh thoảng liên hoan thì có cái lúc đầu thầy bỏ tiền túi ra, sau không thể bỏ mãi này, thôi mình xin được khác để mình hỗ trợ các bạn, nhưng mà đi xin mãi không được, người ta chỉ cho một lần thôi. Cái đây, cái sự nghiệp đào tạo của nhà trường này tại sao cũng phải khổ đấy, thì rõ ràng là có những thời điểm chưa có sự quan tâm của cái này. Cho đến khi trở lại gần đây thì khi tôi quay trở lại trường này thì nhà trường lại đúng cái dịp này thì bắt đầu lại ra lại báo chí trẻ. Thì cái này là được hồi thầy Nam làm giám đốc thì thầy Nam ủng hộ rất là nhiệt tình, và hồi đó có một cuộc họp và bàn, và thầy Nam quyết định là mỗi tháng sẽ cho báo chí trẻ 10 triệu in. Như vậy 10 triệu in nó có thể in được khoảng mấy nghìn bản. 10 triệu thì in được mấy nghìn bản cũng khá đấy, 2.000 bản thì sao, 2-3.000 bản đấy, thì đủ cho học sinh học trong trường, phát cho các lớp trong trường là 1-2 là. Tôi có gọi tài trợ của cái tập đoàn Tân Hiệp Phát 5 triệu trang quảng cáo. Thì nói thật là ở mọi nơi thì người ta gọi quảng cáo, người ta hay có phần trăm, nhưng mà ở đây thì tôi cũng không lấy một đồng phần trăm nào. Tất cả các cái quảng cáo này, 5 triệu này trọn vẹn tôi để dành cho lại cái ban trị sự, để họ có điều kiện để trả những bút cho sinh viên. Cứ in quảng cáo một trang rõ ràng 5 triệu cho sinh viên. Thì cái việc này là cái việc mà tôi nghĩ rằng là nó nên làm, và nếu mà làm được cái tạp chí như này nó thường xuyên đều kỳ được thì rất là tốt. Rồi thậm chí là một số thầy cô cũng nản là vì thấy là mất rất nhiều thời gian vào đó nhưng không giải quyết được gì. Họ cho rằng là mua thêm việc, cho nên là cũng có thầy cô là tìm cách từ chối không tham gia, mà thầy cũng nản, một mình thầy cũng không thấy nản. Thậm chí là có những lần mà thầy còn nghe đâu đó nói bảo là cái ông Phượng này, ông đam mê tờ này vì tiền, vì con hình như kiếm được tiền ở cái tờ này thì sao. Nên tôi xin lỗi là thầy đi kiếm rất nhiều tiền bên ngoài bằng làm báo, thầy phải hy sinh thời gian đó để quay lại để phục vụ cho cái tờ này, chứ không phải là thầy kiếm tiền ở này. Ai đố ai tìm ra được một cái đồng tiền nào thầy lấy đây, thầy chỉ đi mang về cho để làm thêm cái tờ này thôi. Nhưng mà thầy rất buồn là cũng có lúc người ta đồn như thế, cho nên là nó làm giảm đi cái nhiệt huyết của mình khi tham gia vào thời đó. À, chứ có một cái ấn tượng gì đây, có cái cụ Dũng nó đã học lớp 22, cả cái đợt đấy là lớp 23B. Quá anh ấy là học 23 nhưng mà 23B rồi gì này, lớp B là cái lớp là văn bằng A. Đấy, thì cái lớp ấy là đúng luôn, nó trực cái xuất bản như cái số đầu tiên, tôi nhớ chính xác lắm, nhưng mà như cái số đầu tiên thì là vợ của Dũng này là sinh con nhé, sinh đúng ngày ra đời của chú trẻ. Bây giờ muốn viết ngày ra đời của chú trẻ thì hỏi của Dũng là nhớ anh đấy, thì là nó phải trực cái đó xong hết tất cả thứ đấy, rồi về hoàn thiện về rồi thì bắt đầu mới về thăm con này, về thăm con này. Thì đấy là một cái kỷ niệm này, nói là rất hay ở trong anh em sinh viên. Thì thực ra giáo viên tôi nghĩ là giúp học sinh khi nào thì giúp, không bao giờ có ngại, kể cả tiền, kể cả thời gian. Tôi thấy giáo viên ở trong đây không có ai ngại chuyện đấy.
ra cuộc thi. Tao đi viết bài. Không, ý là về cái gì ý? Về cái một cái ngôi nhà độc đáo. Ê, đồ hồng. Quay mặt đấy, quay mặt đấy. Ê, đồ hồng. Đồ hồng. Tưởng là cảm ứng Dung. Tưởng là cảm ứng Dung. Hôm nay nóng mà. Này, hả? Đang làm gì đấy? Đang sắp xếp lại một số thứ thôi. Thứ gì vậy? Những mảnh ghép cảm xúc vụn vặt, chưa bột màu còn vương. Vết mực ai bỏ quên trên trang giấy. Một nhánh hoa khô, lời nói đã lỡ. Kỷ niệm. Xếp lại để quên ư? Không, xếp lại là quá trình tìm kiếm những lấp lánh trong cuộc đời. Xếp lại không chỉ để nhớ, đó còn là sự thai nghén của niềm tin mới. Quá khứ chẳng bao giờ ngủ yên cả, tương lai cứ mãi hoài thức trông. Còn điều gì phải nuối tiếc nữa không? Nuối tiếc là tiếng nói vọng lên từ cõi lòng đang cố gắng từng ngày để hướng bản thân đến những điều tốt đẹp hơn. Vậy câu trả lời sẽ là có. Mình còn nhiều sự nuối tiếc. Thế nhưng ai đó đã nói với mình rằng đây không phải là lúc thích hợp. Có lẽ mình sẽ chờ thêm. Trên đường băng thênh thang vời vợi, tôi cất cánh. Water stain right.